Thái xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khui hộp đón hai bé khỉ mông xét từ bên Thái về nha. Nay mình đã cẩn thận kỹ càng xài một cái đầu đeo ở ngay bụng luôn. Giờ chúng ta sẽ tiến hành khui hộp xem hai bé khỉ trong này như thế nào nha các bạn. Bây giờ là 13 giờ 9 phút nha các bạn. Hồi nãy xe giao tới là mình đã đón cái bé và cho bé nghỉ ngơi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành coi cô bên Thái gửi về sẽ gồm những gì nha. Đấy, họ kia đã gói rất là kỹ. Cái thùng vỏ nè, đó có đủ đồ, nào là mấy cái thuốc bổ cho em bé mà khỉ cũng dùng được, hay toàn tiếng Thái không luôn, tuy nhiên là không thể nào là thiếu chuối. Đấy, bỏ qua hết mấy cái linh tinh coi còn gì nữa không. À, có thú nhiều bông nữa cho khỉ chơi, cái bà bán khỉ bên Thái bao nhiêu vậy. Có gửi kèm khăn nè cho bé quen, mấy cái ống này ống chích nhỏ mà tiêm chích hả, à không, đút sữa nha các bạn. Đấy, cho là đi đút sữa cho mấy bé rồi bỏ, chứ mấy khỉ này còn nhỏ chưa biết chích hút gì đâu nha. Đây bịch bột nè, bột chắc chuyên dụng cho khỉ, cho sóc cũng được, mình Thái nó kỹ lắm. Đấy, khi mà vận chuyển về thì người ta sẽ cho thẳng một bộ đồ như vậy. Bây giờ thì hơi lâu kia rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến nhân vật chính đi nào. Đây, đây có hai bé thế nào, do là đi đường xa từ bên Bangkok gửi về bên Phnom Penh nha các bạn. Đấy, hai bé này nằm trong một cái hộp rất là dễ thương nha. Ta sẽ khám phá coi, khỉ nhỏ nhất thế giới, khỉ đuôi sóc baby là như thế nào nha. Đây đồ chơi của bé, cái này là bà bán khỉ, bà để sẵn đồ ăn cho nè. Đấy, chuối dầm gì đó, bột, hai bé nè. Giờ mình quay kiểm tra hai bé rồi mình sẽ giao cho khách, có thể chiều nay hoặc là ngày mai giao tới. Giờ phải chăm hai bé. Đấy, đi đường thì hơi bất lông, nó còn mình sẽ pha bột đút cho khách, cho hai bé, cho khách coi luôn. Đấy, đấy, ê, gì con, một đực một cái luôn các bạn. Mình chỉnh camera lên xíu. Đấy, khuôn mặt ngáo ngơ. Anh ngáo ngơ vì em rồi. Lại lập nhạc của anh trai C2 nữa rồi. Này các bạn, wow. Nói chung là khỉ còn nhỏ thì nó rất là hiền, nó bám y chang như là sóc bông vậy đó. Này, cái đuôi của nó nhìn rất là đã nha. Xin miếng khăn giấy nha. Hai bé này muốn nhau dữ ta. Đừng nó hơi bớt. Mà vẫn rất là đẹp nha các bạn. Thuốc điều phải nói xe nhẹ là nó hơi có mùi. Đó. Mùi hơi nồng nha các bạn. Có thể mình chuyên chơi sóc, chơi trồn thì có thể nó hơi quen, nhưng mà cái mùi khỉ nó hơi nặng thiệt, nghe hơi mệt đó. Có thể là do bị ở trong gỗ này cả ngày, từ tối hôm qua đến giờ, chính xác là từ trưa hôm qua. Đây, người ta giao cho bà chị bên Thái cầm về. Phải rất là kỹ là đã mang đồ chơi cho bé luôn để không chết. Và về nhà mới cũng sẽ có đồ chơi nữa. Đấy, cái khuôn mặt của nó rất là dễ thương nha các bạn. Nó khác hẳn gì khỉ của Việt Nam, khỉ bên Thái. Đấy, trước ở nhà nó cũng có nuôi một cặp lớn mà nó hơi
hơi nhát vô ít chơi, còn hai bé nhỏ baby thì dễ rồi đó, các bạn thấy. Rất là ngộ nghĩnh nha các bạn. Này mà tắm sấy khô lên là đẹp nữa. Nó vừa có vẻ đẹp của sóc bông nè, sóc bay úp nè, rồi khuôn mặt kỹ của Tề Thiên nè. Nhìn cái kỹ mặt của nó này, nhìn rất là cưng. Đấy, đấy. Bắt đầu quen rồi, quen rồi. Nó bắt đầu nhảy với giỡn phá đó. Đó, có tiếng kêu đặc trưng nữa. Thì con bé này được 2 cái. Ồ, cái này bự hơn xíu, có vẻ là được. Đấy. Bé nhỏ hơn là cái các bạn. Đấy. Tru hả, sao con? Dễ thương nè. Sao Mỹ bắt đầu thấy có bạn mới rồi? Sao còn muốn chơi nữa hả con? Qua đây ngồi, dám chơi không? Sao? Ô, búp bê của hai bé khỉ, không phải của con. No, của hai bé khỉ. Của người ta, của bé khỉ không phải của con. Ok. Đấy. Cầm thử con. Ok. Đấy. Rất là thấy cưng nha các bạn. Mình tháo máy quay ra khỏi trước ngực luôn để quay góc chủ động hơn. Nhìn kỹ bé rất là đẹp nha. Đấy. Nói chung là hai bé này thì nó hơi chát nha các bạn. Mà tiền nào của đó thôi. Khách VIP thích chơi thuốc lạ thì cứ đặt bên Thái là có nè. Đây, vận chuyển về. Cái hàng này cũng ít có phổ thông nhiều, bạn thì hay hỏi giá rồi nói là ở Việt Nam cũng đẻ được thì đương nhiên là vẫn có người phải được thì giá nó sẽ mềm hơn. Ok. Nhưng mà nhập trên Thái thì đương nhiên là còn phí vận chuyển rồi công các kiểu này nọ nữa nên giá sẽ khác. Còn bạn nào đẻ ở Việt Nam mà sang được mấy hàng đó thì đương nhiên mềm hơn nhiều, mà chắc chắn là cũng không có dưới 20 củ một bé đâu nha các bạn. Cặp này thì trên 60 củ nha các bạn. Đấy. Đầy đủ thuốc bổ nè, rồi bột dinh dưỡng, chuối. Đấy. Các bạn nào mà có quen mấy trại bên Thái mà mua về mà không biết vận chuyển cũng có thể liên lạc với anh Ú, liên hệ Ú để bên mình nhận vận chuyển về cho các bạn. Còn các bạn có thể đặt trực tiếp bên mình cũng được, mình sẽ sang bên Thái về đặt về giao cho khách thôi. Tất nhiên là phải cọc rồi thanh toán đầy đủ trước mới dám nhập về, chứ mấy hàng cao cấp này thì không có sẵn nha, cũng kén người chơi. Nhiều bạn thì cứ hỏi là sao không nhập sẵn về, rồi ai mua ai thích thì mua, thì chôn vốn lắm nha các bạn, cực kỳ chôn vốn luôn đó. Việt Nam thì tầm vài người dám chơi loại này, có những người ta giàu lắm nhưng người ta lại không thích chơi khỉ, ta thích chơi con khác nên nó rất là khó. Nên cái ai mà thực tế thích thì vào việc thôi, cọc thì vào việc. Đấy, rất là cưng. Câu này là hai bé hơi khát nước, để mình quay bột cho bé ăn rồi mình quay tiếp nha. Ok. Các bạn xem clip thứ hai nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Uvet Show các bạn. Hãy cho con tranh thủ selfie với bé khỉ chơi chút xíu trước khi giao khách. Wow. Rất là cưng nha các bạn. Ok.
Vâng, sau khi nãy giờ là các bé nghỉ ngơi thì mình đã quay để đi pha bột sẵn rồi. Giờ chuẩn bị đút bột nha. Các bạn đón xem phần tiếp theo để xem cách đút bột cho khi mong xét luôn nha các bạn.